Bạn muốn setup một studio cỡ lớn hay một phim trường và cần sử dụng rất là nhiều thiết bị, phụ kiện. Tuy nhiên, các loại chân đèn, tripod cỡ nhỏ không thể tải được những loại đèn, dù tải trọng nặng. Khi đó, chân đèn phim trường cỡ lớn kèm tay bong ngang sẽ là lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn. Hoặc bạn muốn setup một concept với góc chụp tốt shot từ trên xuống dưới, thì đây là một phụ kiện hữu ích không thể bỏ qua. Chân đèn được làm bằng hợp kim nhôm, tuy hơi nặng nhưng rất chắc chắn. Diện tích tiếp xúc mặt sàn lớn, có thể đỡ được nhiều loại phụ kiện. Thiết bị quay phim, chụp ảnh có khối lượng khá nặng. Trên thân có hai chốt để điều chỉnh chiều dài. Bên trong có lò xo giúp giảm chấn động khi thay đổi độ cao thấp. Cấu tạo từ chất liệu inox cao cấp, chân có thể chịu được sức nặng của các loại đèn studio và các phụ kiện một cách chắc chắn. Sử dụng dễ dàng, phù hợp trong các studio và có thể gấp gọn lại, mang theo trong các sự kiện ngoài trời. Sản phẩm có 3 chân chắc chắn dạng chữ C, đặt đựng nhiều mặt phẳng khác nhau, có thể tháo lắp dễ dàng. Đặc biệt, chân đèn có 2 grip here, giúp bạn có thể gài đèn, các loại tản sáng, dù, steadicam. Bộ phận này cũng được làm bằng hợp kim nhôm chắc chắn, độ bền cao, có đầu female 1/4 và 3/8. Ưu điểm vượt trội của chân đèn CS01 là 3 chân có thể xoay 360 độ và rất cứng chắc. Thông số kỹ thuật: chiều cao tối thiểu 150cm, chiều cao tối đa 330cm, chiều dài tay bom 128cm, bán kính mở rộng chân 35cm, trọng lượng 8kg, tải trọng 10kg. Theo dõi nhiều hơn các clip bằng cách nhấn nút subscribe bên dưới các bạn nhé.